Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chuyên mục Công nghiệp của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phóng sự Ngành công nghiệp nỗ lực vượt khó sẽ là nội dung chính trong phần tiêu điểm của chương trình. Như thường lệ, trước tiên mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin tức đáng chú ý trong phần chuyển động. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh trong quý 1 đạt 7,9 tỷ đô la Mỹ, giảm 5,8% so với cùng kỳ và bằng 22,6% kế hoạch năm. Giá trị hàng hóa xuất khẩu chủ yếu thuộc về lĩnh vực công nghiệp. Theo đó, xuất khẩu hàng hóa trong quý 1 giảm chủ yếu thuộc về nhóm hàng hóa khu vực kinh tế có vốn đầu tư của nước ngoài. Cụ thể, giá trị xuất khẩu 3 tháng đầu năm, khu vực kinh tế trong nước tăng 8% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, khu vực kinh tế có vốn đầu tư của nước ngoài chiếm gần 98% kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh, có chỉ số giảm 6,1% so với cùng kỳ. Các mặt hàng có chỉ số xuất khẩu giảm chủ yếu là nhóm điện thoại thông minh, máy tính bảng và các sản phẩm điện tử khác. Ghi nhận tại một số đơn vị, lĩnh vực trong quý 1, mặc dù sản lượng sản xuất tăng, tuy nhiên kim ngạch xuất khẩu giảm là do kinh tế thế giới phục hồi chậm, cùng với đó là chính sách thắt chặt tiền tệ ở nhiều quốc gia đã tác động trực tiếp đến nhu cầu tiêu dùng. Tính đến hết quý 1, hầu hết ngành sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh đều có xu hướng giảm, ngoại trừ các sản phẩm từ thép có sản lượng tăng 6,5% trong quý 1 năm nay. Tuy nhiên, mức tiêu thụ vẫn còn đang ở mức thấp ở cả thị trường trong nước và xuất khẩu. Cũng trong 3 tháng đầu năm, sản lượng gạch sản xuất các loại chỉ đạt 98 triệu viên, giảm trên 4% so với cùng kỳ. Sản lượng xi măng đạt 625.000 tấn, giảm 8% so với cùng kỳ. Với việc đầu tư công đang được đẩy mạnh và thị trường Trung Quốc mở cửa trở lại sau thời gian dài, được xem là những tín hiệu tích cực để ngành sản xuất vật liệu xây dựng đẩy mạnh hoạt động sản xuất trong thời gian tới. Trong quý 1, số lao động làm việc trong các doanh nghiệp hoạt động thuộc lĩnh vực công nghiệp giảm gần 5,7% so với cùng kỳ. Trong đó, khối các doanh nghiệp nhà nước giảm gần 3%, khối doanh nghiệp có vốn đầu tư của nước ngoài giảm trên 8%. Còn lại, số lao động làm việc tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng không đáng kể. Nhìn từ góc độ lĩnh vực ngành cho thấy, lao động giảm chủ yếu ở các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế biến chế tạo chiếm gần 5,9%. Các lĩnh vực công nghiệp khác giảm từ 1,2 đến 3,5% so với cùng kỳ. Để ổn định thị trường lao động trên địa bàn, góp phần ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, ngành chức năng và các địa phương trong tỉnh đã chủ động nhiều giải pháp về cung cầu lao động, trong đó phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp tổ chức các phiên giao dịch việc làm, tạo kết nối giữa doanh nghiệp và người lao động. Cũng trong quý 1, các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tuyển dụng gần 3.000 lao động, trong đó nhóm sản xuất linh kiện điện tử, may công nghiệp cần tuyển trên 1.600 lao động. Số lao động còn lại thuộc về lĩnh vực như vệ sinh công nghiệp, công nghiệp cơ khí, điện. Theo đó, các đơn vị tham gia tuyển dụng cam kết thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động theo quy định của nhà nước. Thời gian tới, các ngành chức năng và các địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp nhằm kết nối cung cầu lao động, góp phần đảm bảo ổn định thị trường lao động trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, nhu cầu tiêu dùng giảm sút, giá nguyên vật liệu đầu vào ở hầu hết các ngành sản xuất đều duy trì ở mức cao. Thị trường luôn có biến động, đó là những khó khăn hiện hữu mà các doanh nghiệp đang phải đối mặt. Trước thực tế này thì ngay từ đầu năm, tỉnh Thái Nguyên đã tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm theo chương trình, kế hoạch đề ra. Nhờ đó, kinh tế của tỉnh trong quý 1 nói chung, ngành công nghiệp nói riêng vẫn duy trì đà tăng trưởng, trong khi chỉ số sản xuất công nghiệp cả nước có xu hướng giảm. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục. Kinh tế phục hồi chậm, chính sách thắt chặt tiền tệ được áp dụng ở nhiều quốc gia. Xuất khẩu bị đình trệ trong 3 tháng đầu năm khiến ngành may trong nước phải đối mặt với tình trạng thiếu đơn hàng sản xuất. Thế nhưng với sự chủ động tiếp cận thị trường, đẩy nhanh tái cơ cấu sản xuất để tăng năng lực cạnh tranh, các doanh nghiệp may mặc của tỉnh vẫn trụ vững và duy trì nhịp tăng trưởng dương. Kết thúc quý 1 năm nay, sản lượng may mặc toàn tỉnh đạt gần 24,5 triệu sản phẩm, tăng 10,7% so với cùng kỳ. Với kim ngạch xuất khẩu đạt gần 133 triệu đô la Mỹ, tăng 23% so với cùng kỳ. Mặc dù chưa đạt mức tăng trưởng như kỳ vọng, tuy nhiên doanh nghiệp này cũng đã ký kết được những đơn hàng sản xuất từ khá sớm đến hết quý 2, thậm chí một số thị trường đã xác lập đơn hàng gối đầu sang quý 3. Công việc thì vẫn là đều, công nhân vẫn đang tích cực lao động để sản xuất. Và cái môi trường làm việc thì hiện tại đang rất là tốt, thì công ty đã rất là ổn định và người lao động thì vẫn luôn mong muốn là công ty luôn tạo ra nhiều việc làm cho người công nhân có cái việc làm để có trang trải thu nhập cho cuộc sống. Hiện tại chúng tôi
đang tập trung chỉ đạo để đẩy nhanh năng suất, để kịp tiến độ giao hàng cho khách hàng ở tháng 4, tháng 5. Chúng tôi cũng tiếp tục phát động những phong trào thi đua và triển khai đưa những công nghệ mà tốt nhất, tiên tiến nhất vào để chúng tôi tăng năng suất, để bù đắp lại cho cái giá thành nó thâm hụt hơn so với năm ngoái, để đảm bảo được cái doanh thu và cái lợi nhuận cho chi nhánh của công ty. Biến động của kinh tế thế giới đã tác động tiêu cực đến lĩnh vực sản xuất công nghiệp trong nước, khi mà hầu hết các chỉ số quan trọng của những ngành chủ lực đều suy giảm, đặc biệt là chế biến, chế tạo. Đối với ngành sản xuất xi măng, lâu nay vẫn chịu tác động sức ép thị trường do cung vượt cầu, thì nay thêm áp lực kép. Đối mặt với khó khăn chung của nền kinh tế, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này của tỉnh đã chủ động đưa ra các giải pháp phù hợp nhằm đảm bảo doanh thu, lợi nhuận để ổn định tăng trưởng. Giải pháp tới của công ty cổ phần sản xuất xi măng La Hiên là tập trung vào những cái giải pháp cho tiêu thụ sản phẩm, dùng những cái chính sách bán hàng hoặc là khuyến mại là những cái giải pháp phổ biến nhất để đưa được sản phẩm đến tay người tiêu dùng thuận lợi nhất với một giá cả hợp lý nhất, cạnh tranh nhất để đảm bảo hoàn thành cái sản lượng mà doanh thu kế hoạch đề ra. Đối với khu vực công nghiệp có vốn đầu tư của nước ngoài mà chủ yếu là ngành công nghiệp chế biến chế tạo đang chịu tác động trực tiếp từ những biến động của thị trường xuất khẩu. Chủ động trước diễn biến của thị trường, ngay từ đầu năm, hầu hết các doanh nghiệp FDI đã đẩy mạnh hoạt động sản xuất và kinh doanh. Mặc dù kết quả 2 tháng gần đây có giảm, thế nhưng do sản lượng doanh thu trong tháng 1 đạt cao đã bù đắp lại những thiếu hụt trong quý. Kết thúc 3 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp khu vực kinh tế có vốn đầu tư của nước ngoài đạt gần 174.000 tỷ đồng, tăng 5,4% so với cùng kỳ. Ngay từ đầu năm, công ty đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và đưa ra những kịch bản tương ứng trước những biến động của thị trường. Chính vì vậy, kết quả sản xuất kinh doanh trong quý 1 là khá tốt. Đặc biệt, ngay trong tháng 1 năm nay, công ty đã chạy hết công suất với sản lượng gấp 2 lần tháng 12 của năm ngoái. Thời gian tới, dự báo sẽ còn nhiều khó khăn do những biến động của kinh tế thế giới. Tuy nhiên, với sự chủ động, công ty đã đề ra mục tiêu hoàn thành kế hoạch sản xuất tương đương năm ngoái là 29 triệu đơn vị sản phẩm. Trong bối cảnh ngành công nghiệp cả nước đang có xu hướng giảm, thì chỉ số tăng trưởng 5,5% với giá trị đạt gần 187.000 tỷ đồng. Trong đó, ngành chế biến chế tạo đạt mức tăng trưởng trên 6% trong quý 1 năm nay là kết quả khả quan. Thực tế, với kết quả tích cực trong thu hút đầu tư, cùng với nhiều dự án mới sớm đi vào hoạt động ổn định, đặc biệt là dự án đầu tư mới của tập đoàn Samsung hoàn thành và đi vào sản xuất trong năm nay là cơ sở để ngành công nghiệp Thái Nguyên hướng tới hoàn thành kế hoạch đề ra. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục công nghiệp của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.